Tủ bếp Domino được làm bằng chất liệu gì? Đó là câu hỏi mà chúng tôi thường xuyên gặp nhất sau khi mà khách hàng xem những cái video sản phẩm của chúng tôi ở trên các kênh thông tin. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá xem tủ bếp Domino được làm từ vật liệu gì. Thì xin được phép chia sẻ với anh chị để một cách đơn giản nhất và dễ hiểu nhất để cho anh chị hiểu, thì tôi chia cái tủ bếp ra làm cấu tạo của nó thành, để tổng hợp thành cái tủ bếp này là 4 phần. Phần thứ nhất là phần khung thùng tủ cánh. Phần thứ hai là phần phụ kiện thông minh bên trong. Phần thứ ba là phần thiết bị nhà bếp, bao gồm chậu, vòi, lò nướng, lò vi sóng, bếp từ hút mùi. Thì phần đó là phần thiết bị nhà bếp nhé. Tiếp theo là phần mặt đá và phần kính ốp bếp. Đó là phần, những phần đó là sẽ tính ngoài. Cho nên là chúng ta tạm thời chia cấu tạo của bộ tủ bếp làm 4 phần như vậy. Thì đến với phần đầu tiên, cấu tạo chính của tủ bếp Domino. Thương hiệu tủ bếp Domino là thương hiệu hàng đầu Việt Nam về sản xuất dòng tủ inox cánh kính. Đây là dòng tủ inox cánh kính. Toàn bộ cấu tạo phần khung thùng tủ bên trong của tủ bếp đều được làm bằng inox 304 sơn tĩnh điện, để đảm bảo rằng rất là thẩm mỹ và không bao giờ bị cong vênh mới ngọt theo thời gian. Đó, toàn bộ khung tủ trên, khung tủ dưới, tất cả đều được làm bằng inox 304. Phần thứ hai là phần cánh tủ bên ngoài. Phần cánh này đặc điểm của nó và cũng là cái yếu tố quyết định đến cái thẩm mỹ của bộ tủ bếp, đó là mặt cánh kính. Ưu điểm của mặt cánh này là độ trong và độ sâu của màu rất là cao. Và thứ ba là độ phẳng bề mặt của kính là tuyệt đối, sẽ đem đến cho chúng ta những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời về cái sự thẩm mỹ cũng như cái ưu việt trong trong quá trình sử dụng. Sẽ không bao giờ cong vênh, không bao giờ mới mọt và hoàn toàn chống xước, sẽ không bị dễ xước như acrylic hoặc bay màu như acrylic trong quá trình sử dụng. Và phần khung của cánh này được làm bằng hợp kim vô cùng là chắc chắn. Phần hợp kim này được phủ nano 7 lớp cho nên là vô cùng bền màu theo thời gian. Phần cánh được sản xuất bằng quy trình máy móc hiện đại rất là sắc nét và tinh tế. Đó là cái yếu tố quyết định đến thẩm mỹ của dòng sản phẩm này. Các anh chị có thể cảm nhận được nó rất là bóng, rất là đẹp và bền màu theo thời gian. Phần thứ hai, đi sâu vào bên trong tủ thì bên trong tủ của Domino được tích hợp rất nhiều phụ kiện thông minh. Đó, nó sẽ làm tăng cái trải nghiệm sử dụng của anh chị lên. Đây là một cái giá bát nâng hạng. Cái giá bát này giúp cho việc chúng ta cất bát, cất đũa nó sẽ rất là nhạt, sẽ không bị hạn chế về chiều cao. Đó. Ngoài ra thì những cái phụ kiện phổ thông mà một bộ tủ bếp bao giờ cũng sẽ có. Đầu tiên, ngoài bộ bát cho tủ trên thì tủ dưới chúng ta sẽ có 2 đến 3 hoặc 4, thậm chí có thể 4 cái khay xoong nồi đa năng này. Đó. Tất cả những khay xoong nồi này đều có khay hướng nước. Đấy, giúp chúng ta thao tác rất là dễ dàng, không lo nước rớt ra sàn. Đây là khay giao thớt. Đó. Đây là tủ đồ khô. Đấy. Đó, tất cả những cái phụ kiện này thì sẽ được tích hợp vào trong Domino để đem đến lại cái quá trình sử dụng mà đem đến những cái trải nghiệm dùng là tốt nhất. Đấy, vừa rồi là thông tin cơ bản về cấu tạo của tủ bếp Domino. Đấy, anh chị cần thêm những thông tin chi tiết hơn nữa thì vui lòng gọi vào số hotline để chúng tôi có thể tư vấn và gửi tới anh chị những cái chương trình hay là những cái chương trình khuyến mãi tốt hơn nữa. Xin cảm ơn.